Khi mang thai, phụ nữ luôn muốn tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc và bảo vệ thai nhi. Ngoài tìm hiểu trên sách báo, thông tin truyền thông, họ tin tưởng vào kinh nghiệm của những người đi trước. Tuy nhiên, bên cạnh những kiến thức hữu ích, cũng có những quan niệm sai lầm khi mang thai mà bạn phải cẩn thận để tránh gây hại cho con. 1. Hông to sẽ giúp dễ đẻ hơn. Hông to hơn phần lớn là do xương chậu, phần lớn nhất và cao nhất của hông. Trên thực tế, kích thước của xương chậu không liên quan gì đến kích thước của đường dẫn sinh. Yếu tố quyết định cho việc dễ sinh nở là hình dáng và kích thước lỗ tròn ở giữa xương chậu. Nó được gọi là eo trên và có thể giống nhau dù phụ nữ có hông lớn hay nhỏ. 2. Hình dáng và kích thước của bụng bầu có thể cho biết giới tính của thai nhi. Nếu có thể xác định giới tính thai nhi theo cách này thì rất là đơn giản. Tuy nhiên, chỉ có hai điều có thể ảnh hưởng đến hình dạng và kích thước của bụng bầu là kích thước của thai nhi và vị trí của thai nhi trong tử cung. Do đó, kích thước và hình dạng bụng bầu không liên quan đến giới tính của thai nhi. 3. Không nên chạy khi mang thai. Mang thai không có nghĩa là bạn phải từ bỏ thói quen chạy bộ của mình. Nếu bạn không gặp phải biến chứng hoặc vấn đề gì khi mang thai, thì việc chạy bộ trong thai kỳ hoàn toàn an toàn và lành mạnh. Lưu ý, nếu gặp phải các biến chứng thai kỳ như huyết áp cao, nghén quá nhiều hoặc chỉ đơn giản là không quen chạy bộ trước khi mang thai thì không nên thử bộ môn này nhé. 4. Ốm nghén chỉ xảy ra vào buổi sáng trong 3 tháng đầu tiên. Ốm nghén là triệu chứng thường gặp nhất khi mang thai. Có tới 80% phụ nữ mang thai gặp phải vấn đề này theo một cách nào đó, nhưng chỉ có 2% người bị ốm nghén vào buổi sáng. Ốm nghén có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, không phải chỉ vào buổi sáng. Trong phần lớn các trường hợp, ốm nghén sẽ biến mất sau 3 tháng đầu tiên, nhưng có tới 20% phụ nữ mang thai vẫn bị ốm nghén cho đến khi sinh. 5. Thỉnh thoảng uống một chút rượu bia cũng không sao. Uống rượu bia trong thời gian mang thai sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải các dị tật bẩm sinh về thể chất, tinh thần hoặc thần kinh khi chào đời. Tình trạng này còn được gọi là hội chứng ngộ độc rượu ở thai nhi. Không có bác sĩ nào có thể cho bạn biết chính xác uống bao nhiêu rượu bia thì có thể dẫn đến hội chứng này. Do đó, tốt hơn hết, bạn nên tránh uống rượu bia khi mang thai. 6. Lượng cân nặng tăng lên khi mang thai sẽ biến mất sau khi sinh. Lượng cân nặng tăng lên khi mang thai bao gồm trọng lượng của em bé, nhau thai, sự phát triển của tử cung và vú, lượng máu, chất lỏng trong cơ thể và một số chất béo dư thừa. Vừa sinh xong, trọng lượng của thai nhi, nhau thai và nước ối sẽ biến mất. Sau vài tuần, trọng lượng của chất lỏng ứ trong cơ thể cũng sẽ giảm. Điều còn lại trong cơ thể bạn là lượng chất béo mà bạn tăng thêm trong thời gian mang thai. Theo thời gian, lượng chất béo này cũng có thể sẽ biến mất, tùy thuộc vào chế độ ăn uống và tập luyện của bạn như thế nào. 7. Siêu âm nhiều không an toàn cho thai nhi. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy siêu âm trước khi sinh gây hại cho mẹ và thai nhi. Siêu âm không sử dụng bức xạ, nó chỉ sử dụng sóng âm thanh tần số cao quét thai nhi để tạo ra hình ảnh. Cường độ của những con sóng này rất thấp và được thực hiện khá nhanh. Vì vậy, lý do duy nhất khiến siêu âm gây nguy hiểm cho thai phụ là người sử dụng không được đào tạo cách vận hành thiết bị. Trên đây là 7 quan niệm sai lầm khi mang thai mẹ bầu nên cẩn thận. Hy vọng với những thông tin trên, các mẹ bầu có thêm kiến thức để chuẩn bị thật tốt cho hành trình vượt cạn của mình.